có một năm thành công ghi dấu ấn mới lạ ở nhiều mảng hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là sự tỏa sáng trong vai trò huấn luyện viên âm nhạc cho các tài năng nhí. Chí Thiện đã chịu chi mời 800 khách quý, khán giả ủng hộ mình tham dự dạ tiệc âm nhạc, món quà cảm xúc. Dạ tiệc còn mang một ý nghĩa quan trọng khác, đó chính là trang trọng giới thiệu những tài năng nhí đến công chúng. Xuất thân là ca sĩ thần tượng, Chí Thiện không muốn chỉ dừng lại ở lợi thế ngoại hình. Anh luôn học hỏi, muốn phá bỏ những giới hạn của bản thân, thách thức chính mình. Chính vì vậy, Chí Thiện luôn rèn luyện và tìm tòi học hỏi, vì anh muốn thực sự nghiêm túc với niềm đam mê nghệ thuật. Thành công dẫn dắt bé Thụy Bình nâng cúp quán quân gương mặt thân quen nhí năm 2017 là một kết quả bất ngờ, là phần thưởng mang đến động lực để Chí Thiện tiếp tục bước đi trên hành trình mà mình đã lựa chọn. Tất cả những thành quả của học trò nhỏ đều là nguồn cảm hứng cho Chí Thiện mong muốn tổ chức dạ tiệc âm nhạc, món quà cảm xúc, tạo bệ phóng đầu tiên khuyến khích các tài năng nhí tỏa sáng. Thật ra cái định ban đầu của mình là có thể gọi là chốt lại một năm mình đã làm được những gì. Và năm nay thật sự cái công việc có thể nói là nổi bật của Thiện đó là Thiện đã làm huấn luyện viên trong chương trình gương mặt thân quen nhí và thử tài siêu nhí. Và đã may mắn đưa được bé Thùy Bình đến giải cuối cùng, đó là quán quân của chương trình quen nhí, và bé Ngọc Dầu với giải 3 của chương trình. Và tiếp theo có đó thì Thiền đã trước đó thì Thiền đã có làm những cái MV dành cho bản thân mình, đó là MV từ hồi đầu năm, đó là MV ở Hàn Quốc, đó là MV Nàng Tôi. Và sắp tới thì cũng sẽ cho ra mắt những cái MV tiếp theo nữa. Và cái dạ tiệc âm nhạc ngày hôm nay thì Thiền muốn khán giả biết đến tất cả các bé, những học trò của Thiện nhiều hơn, với vai trò là một nghệ sĩ nữa, ngoài là vai trò là một thí sinh trong chương trình ca hát ra. Đêm tiệc trong không gian cao cấp nhưng ấm cúng, lắng động, Chí Thiện mong muốn âm nhạc được tôn lên thật trọn vẹn. Thực hiện sân khấu âm nhạc ở khách sạn cũng mất công sức hơn rất nhiều so với sân khấu đã được bố trí sẵn, từ hệ thống đèn chiếu, âm thanh, ánh sáng đến ghế ngồi, sàn biểu diễn v.v. Tất cả đều phải được thiết kế phù hợp với khán phòng. Khán giả được thưởng thức nhiều màn kết hợp thú vị hoàn toàn mới mẻ, thưởng thức giọng hát trong trẻo đầy nội lực của quán quân gương mặt thân quen nhí 2017, bé Thụy Bình, công chúa Triệu Viu Bảo An cùng các bé Ngọc Dầu, Vân Anh và Văn Minh. Ngoài những ca khúc anh đã chọn và dàn dựng cho các học trò của mình ở hai cuộc thi lớn, dạ tiệc còn có những thử nghiệm mới lạ cho chính bản thân Chí Thiện. Anh sẽ trình bày các ca khúc thuộc thể loại nhạc chưa từng thử sức như rock, những ca khúc quen thuộc một thời và cả opera đương đại. Bởi vì trong suốt quá trình học hỏi và tìm hiểu bản thân, anh mong muốn thử nghiệm và thử thách nhiều hơn. Nam ca sĩ Chí Thiện vừa tổ chức buổi dạ tiệc âm nhạc món quà cảm xúc gửi đến khán giả thành phố Hồ Chí Minh. Đêm nhạc mang đến một câu chuyện nghệ thuật ý nghĩa với các tiết mục của Chí Thiện cùng các học trò và sự góp mặt của ca sĩ khách mời Thanh Ngọc. Món quà cảm xúc còn là bệ phóng cho các tài năng nhí tỏa sáng và lan tỏa tấm lòng nhân ái của Chí Thiện đến những hoàn cảnh khó khăn. Một cuộc thi âm nhạc, Chí Thiện đã tổ chức một dạ tiệc âm nhạc mang tên Món quà cảm xúc để nhằm tặng khán giả ủng hộ mình trong suốt thời gian qua cùng các học trò nhí của mình. Ngay tại bữa tiệc này, WhatsApp cũng có mặt và xin một ít phút để được trò chuyện ngắn với anh chàng. Chí Thiện xin chào khán giả của WhatsApp. Và ngày hôm nay đến với dạ tiệc âm nhạc món quà cảm xúc thì điều đầu tiên là Thiện muốn là giới thiệu những cô cậu học trò của mình đến với rộng rãi hơn đến tất cả khán giả. Và ngày hôm nay cũng là nhân dịp để có thể Thiện trao tặng một ít tấm lòng của hai thầy trò. Và ngày hôm nay thì Thiện sẽ quyên do quỹ Nam Phương Foundation, rồi nhà báo thanh niên, công tác an vui của anh Đại Nghĩa nữa. Và Thiện cũng muốn nhìn lại một năm qua mình đã làm được những gì để có thể năm sau mình sẽ cố gắng và tiếp tục hơn nữa. Khi mà nhận được lời mời của Chí Thiện cũng như là ekip chương trình thì Ngọc cảm thấy rất là vui, bởi vì Chí Thiện cũng là một người em rất là đáng quý trong nghề của Ngọc, và ngày hôm nay được hát cùng với Chí Thiện nữa thì rất là vui. Hy vọng là tất cả quý vị khán giả sẽ thích cái phần biểu diễn này của Ngọc và Chí Thiện. Trong những dự định sắp tới thì Thiện trước mắt thì là phim ảnh, thì Thiện có tham gia một phim của đạo diễn Khải Anh. Và tên phim thì chắc Thiện vẫn chưa bật mí được đâu. Và cái phim này sẽ được phát sóng vào năm sau trên kênh VTV3. Còn về âm nhạc thì sắp tới thì sẽ cho ra mắt một cái MV. Thiện đã quay trở lại Hàn Quốc để có thể quay MV này
nối tiếp cái sự thành công của MV Nàng Tôi. Và Thiện hy vọng những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Thiện sẽ luôn được tất cả mọi người, đặc biệt là những khán giả của WhatsApp đón nhận nha. Mến, trong chuyên mục Định Vị Bạn Trẻ kỳ này, Võ Minh Lâm mời các bạn hãy cùng gặp gỡ Hoàng Tử Lai Chí Thiện và cậu bé có cái tên rất là dễ thương, Ốc Mỡ. Cả hai thầy trò sẽ đưa chúng ta vào một thế giới âm nhạc thật sôi động và tràn đầy cảm xúc. Món quà cảm xúc là dạ tiệc âm nhạc, đem đến nhiều cung bậc cảm xúc trong âm nhạc mà Hoàng Tử Lai, Chí Thiện và các tài năng nhỏ đến từ các chương trình anh tham gia huấn luyện gửi tặng khán giả trong mùa lễ hội cuối năm. Bên cạnh những ca khúc anh đã lựa chọn và dàn dựng cho các học trò, Chí Thiện cũng trình bày các ca khúc thuộc thể loại mà anh chưa từng thử sức như rock, opera đương đại, những ca khúc quen thuộc mang ý nghĩa, mang thông điệp về lòng yêu hòa bình, môi trường, lòng nhân ái. Đúng với ý nghĩa món quà cảm xúc, ca sĩ Chí Thiện và học trò muốn phần nào đóng góp vào các hoạt động, các quỹ từ thiện đã từng gắn bó với Hoàng Tử Lai trong thời gian qua, như chương trình Mùa Hè Xanh, Gắn Kết Yêu Thương, Xuân Biển Đảo, và gần đây là quỹ Nam Phương Kiến Tạo Nhịp Cầu, là quỹ từ thiện mà Chí Thiện đã hoạt động gắn bó trong những chuyến đi về miền Tây, tạo nên những nhịp cầu giúp bà con đi lại. Xuất thân là ca sĩ thuộc trường phái thần tượng, nhưng Chí Thiện không muốn chỉ dừng lại ở lợi thế ngoại hình. Anh luôn học hỏi, muốn phá bỏ những giới hạn của bản thân, thách thức chính mình. Chính vì vậy, Chí Thiện luôn rèn luyện và tìm tòi học hỏi, vì anh muốn thật sự nghiêm túc với đam mê nghệ thuật của mình đã lựa chọn. Đối với anh, điều quan trọng nhất trong việc làm nghệ thuật đó là niềm đam mê đối với nghề, tình yêu đối với cuộc sống và những người xung quanh. Trên con đường trải nghiệm những điều mới mẻ trong nghệ thuật, Chí Thiện có cơ hội ngồi ghế huấn luyện cho hai chương trình âm nhạc lớn dành cho thiếu nhi. Thành công dẫn dắt bé Thụy Bình nâng cúp quán quân Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 là một kết quả bất ngờ, là phần thưởng mang đến động lực để Chí Thiện tiếp tục bước đi trên hành trình mà mình đã lựa chọn. Tất cả những thành quả của học trò nhỏ đều là nguồn cảm hứng cho Chí Thiện tổ chức dạ tiệc âm nhạc Món Quà Cảm Xúc, tạo bệ phóng đầu tiên khuyến khích các tài năng nhỏ tuổi tỏa sáng.